Em gì ơi, em sao không? Em tỉnh lại đi. Cho chị hỏi một chút, em có thấy một bé trai tầm tuổi như này mặc đồng phục đi qua đây không? Chị là gì của bọn ấy ạ? Chị là chị gái của nó đấy. Tan học rồi chị đi đón nó mà tìm không thấy. Em thấy em trai của chị không? Em có ạ, bạn ấy vừa bị tai nạn ở đây ạ. Cái gì? Tai nạn á? Thằng bé ở đâu rồi em? Chị cứ bình tĩnh ạ. Em đưa bạn ấy đến bệnh viện rồi, chị mau đến đó đi ạ. Bệnh viện ở hướng kia ạ. Chị cảm ơn em nhé. Nhớ anh à? Không, em lo quá. Em sợ anh giống bố mẹ. Anh không bị như thế được đâu. Anh còn phải chăm sóc cho em nữa cơ mà. Đây, đồ ăn tối của em đây. Ơ, hôm nay không có cơm mà anh? Có, bà chủ quán cho anh rất là nhiều cơm và cá. Mà trên đường đi về anh làm rơi mất rồi. Em ăn tạm bánh mì được không? Vâng, bánh mì cũng ngon mà anh. Ừ, em ăn đi, không mà đói đấy nhá. Này anh ăn đi. Ừ, anh xin. Ăn thôi, ăn từ từ thôi, không nghẹn đấy nhá. Vâng ạ. Túi của chị đúng không? Cho chị xin lại nhá. Đây là túi của chị. Vậy thì chị hãy xác minh cho em đi ạ. À, trong túi này có rất nhiều tiền. Với cả có cả giấy tờ tùy thân của chị nữa. Em kiểm tra xem. Dạ, đúng rồi ạ. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ chị ạ. Em làm như thế là đúng mà. Nếu không ấy, người lạ nhận nhầm thì sao? Trong này là toàn bộ giấy tờ cực kỳ quan trọng của chị. Nhưng mà trợ lý của chị bất cẩn làm rơi mất. Cảm ơn em nhiều nhá. Không có gì đâu ạ, trả được tiền cho chị là em vui rồi ạ. Em ngoan quá, mà nhìn em quen lắm luôn ấy. À, có phải là một tuần trước ấy em đã cứu một bé trai bị tai nạn vào bệnh viện đúng không? Chị là chị gái của nó đấy. Cảm ơn em nhiều nhá. Hôm đó ấy, chị nghe tin anh trai của chị vào bệnh viện mà chị vội quá, quên mất không hỏi tên em. Sau hôm đó chị cũng có quay lại tìm em nhưng mà em lại đi mất rồi. Thật không tin được hôm nay lại gặp em ở đây. Em tên là gì? Em tên là Minh ạ. Thế còn em trai của chị sao rồi ạ? À, cảm ơn em nhiều. Hôm đó cũng may mà có em đưa nó vào bệnh viện. Bây giờ nó khỏe rồi. Minh này, em đúng là phúc tinh của gia đình chị đấy. Chị không biết làm nào để cảm ơn em nữa. Dạ, không có gì đâu ạ. Như thế này đi, hiện tại thì chị đang bận mất rồi. Nhà em ở đâu? Để khi nào chị hết bận, chị qua nhà em thăm em. Nhà em ở trong ngoài ngõ kia chị ạ. Chị cứ đi thẳng xuống dưới, ở cái nhà cuối ngõ. Cái nhà mà không có số ấy ạ. Ừ, được rồi. Bây giờ chị đi nhá. Vâng ạ, em chào chị. Con ơi, cho cô hỏi, đây phải nhà của Minh không? Vâng ạ, anh đấy ạ. Ừ, cô đến tìm Minh, không biết là Minh đâu rồi con nhỉ? Anh Minh ơi, có ai tìm anh này? Chị Hương, ừ. Mời chị ngồi ạ. Ừ. Em vừa là chị lại đến đây tìm bọn em ạ. Chị phải đến chứ. Mà nhà mỗi hai đứa thôi à? Bố mẹ đâu? Bố mẹ em qua đời vì tai nạn rồi ạ. Bây giờ hai anh em chỉ biết sống nương tựa vào nhau. Bé Moon mới chỉ có 6 tuổi nên phải đi học để còn biết chữ. Còn em thì nghỉ học để đi rửa bát thuê lấy tiền nuôi em ạ. Không ngờ hoàn cảnh của hai đứa lại gần giống của chị.
bố mẹ của chị cũng vừa mất xong, hiện tại chỉ có hai chị em ở với nhau thôi. Nhưng mà bọn chị còn may mắn hơn bọn em nhiều lắm. À mà này, em đi rửa bát thuê như thế này có đủ ăn không? Dạ, bà chủ quán hay mắng bọn em. Nhưng mà khi mà làm xong, bà thường cho đồ ăn và thức ăn thừa để mang về nuôi em. Còn tiền công thì em để dành để nuôi em mua nữa. Mình này, chị có chuyện muốn nói với em. Dạ được, chị cứ nói đi ạ. Em nghĩ như thế nào nếu bây giờ chị chu cấp cho hai đứa học hết phổ thông? Dạ, không được đâu ạ. Hai anh em làm phiền chị rồi ạ. Có gì mà phiền chứ. Em đã cứu công ty của chị này, cứu cả em trai của chị nữa. Nếu mà không có em ấy, chị không biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bọn em học hết phổ thông thì còn cần lắm chị ạ. Vậy thì như thế này nhá. Hiện tại chị sẽ nuôi hai đứa đến hết phổ thông. Nhưng mà sau đó ấy, thì hai đứa mới đến công ty chị làm, thế nào? Dạ được ạ. Nhưng mà đến công ty chị làm thì bọn em biết phải làm gì ạ? Mới đầu vào công ty ấy, thì bọn em chỉ cần làm việc vặt thôi. Sau đó chị sẽ bảo mọi người dạy nghề cho em. Em yên tâm đi. Mà em cũng muốn có một cuộc sống tốt hơn để lo cho tương lai của em gái em ạ. Dạ được ạ. Bọn em sẽ quyết định học thật chăm thì không làm thất vọng chị đâu ạ. Không phải cảm ơn chị đâu. Chị nghĩ là đây toàn bộ là những gì em đáng được hưởng bởi lòng tốt của mình. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Alo, mẹ đây. Alo, con được 9 triệu thôi chưa? Mẹ có rồi, đủ rồi con ạ. Mà này, nhớ đổi tiền 500 cho tôi đấy nhá, chứ tôi không tiêu tiền lẻ đâu đấy. Mẹ biết rồi. Cô Dung, à, làm cái gì mà sáng sớm nó bần thần ra thế? Dạ, không có gì đâu ạ, tôi làm việc đây ạ. Dạ vâng ạ. À, cô Hương ơi. À, sao ạ? Cô có tiền 500 nghìn không? Cô đổi cho tôi một ít ạ. Tôi ngại quá nhưng mà cần gấp quá cô ạ. Dạ vâng, cô cần bao nhiêu ạ? Ừ, dạ 9 triệu ạ. 9 triệu ạ? Vâng. Chắc là cháu có đủ đấy. Cháu phát nha. Tốt quá. Cũng may là sáng cháu vừa rút tiền. Dạ. Đây ạ. Vâng. Đây, tôi gửi cô tiền, cô đếm lại cho tôi ạ. Dạ thôi, cô làm việc ở đây lâu rồi, cô là người như nào cháu biết mà. Cô làm việc đi nhá. Cháu xuống showroom một lát. Vâng ạ, cô đi ạ. Cô đi nhá. Ôi. Anh ơi, anh định mua ô tô cho em thật đấy à? Ừ, em buồn cười nhỉ? Em nghĩ anh đùa em đấy à? Hả? Nhưng mà ở đây toàn xe xịn thôi. Em quên anh là ai à? Hả? Anh là giám đốc của cái showroom này đấy. Nên là thích xe nào cứ bảo anh nhá. Yêu anh ấy. Alo. À, vâng. Tôi biết rồi. Nhá. Rồi. Em này, đợi anh một chút nhá. Anh chạy vào trong kia có chút việc. Vâng, anh đi đi. Nhá, đừng cứ xem xe đi nhá. Con trưởng giả học đòi làm sang à? Cô làm sao đấy? Sao tự nhiên gây sự với tôi? Chẳng có gì là tự nhiên cả. Chỉ là tao đang muốn tẩy uế cho cái showroom này thôi. Cô! Mày không thấy là ở đây rất nhiều xe sang xịn mịn à? Tất cả khách vào đây chỉ tiêu tiền đô thôi. Tự nhiên là quẻ đâu ra một cái con ôm một đống tiền lẻ vào đây như mày ấy. Đúng là mất hết cả giá trị. Tiêu tiền đô và thái độ như cô thì... Mà thôi. Không nói chuyện với cô nữa, tôi bận. Ơ kìa, đứng lại. Mày đi đâu? Lảng vảng ở đây định ăn trộm ăn cắp cái gì đúng không? Tôi đi đâu và làm gì không hề liên quan đến cô. Mà
Mà kể cả là tôi có ăn cắp cái gì đi nữa ấy, thì người của showroom mày sẽ giải quyết, không biết lực bố. Ơ kìa, tại sao không biết lực của tao nhở? Đây là showroom nhà tao. Showroom nhà cô á? Ừ, đây là showroom của người yêu tao. Người yêu tao ấy là giám đốc ở đây. Bọn tao sắp cưới nhau rồi. Nhưng mà thôi, tại sao tao lại phải kể những chuyện này cho mày nhở? Mày có biết cái gì đâu. Ra là vậy. Ơ như nào đấy? Cái thái độ gì với tao đấy? Cười đều à? Cô chạy ra thì tao bận lắm. Đứng lại. Này à. Đứng mập quá đã. Mày ấy làm bẩn giày của tao rồi. Mau lau giày của tao đi. Thái độ á? Trợn mắt lên với ai ấy hả? Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay ấy, mày không lau giày của tao ấy, tao cho mày quỳ gối ra khỏi sâu luôn mày luôn. À này, cô bị điên rồi, cút ra. Ôi trời ơi, quên đi quên. Mày làm gì thế hả con? Mau ngồi đi. Bà đây làm gì hả? Tôi đã bảo bà đừng đến tìm tôi mà. Con đi về đi. Đây là con gái của cô à? Dạ. Cô ơi, con dại cái mang, tôi xin lỗi cô. Mau xin lỗi đi con. Tại sao cần xin lỗi hả? Mai là con bà. Cô ơi cô đừng chấp nó cô nhé. Cô bỏ qua cho. Xin lỗi đi con. Câm mồm. Bà mau đứng ra ngoài kia đi, để tôi giải quyết cái con này. Đi ra. Này, ngày hôm nay mày không lau giày tao nữa, mày tự học bước ra khỏi đây. Lau ngay. Mày lau cái gì đấy? Mày ngồi thôi ngay đi. Mày lau ấy. Con ơi. Dừa. Con. Có chuyện gì thế này? Anh xem này, tao biết này, tao bắt nạt em. Chứ có sao không? Ừ, có chuyện gì đấy? Em hỏi cô ta đấy. Không, anh quên nó à? Không có ai là nó đấy. Hả? À? Sao cô lão thế? Đây là chị gái tôi đấy. Là người mà cô phải đánh đấy. Chị gái anh? Thầy có nghĩa đây là... Đây là chủ tịch của cái showroom này đấy. Còn tôi chỉ là giám đốc thôi. Sao bảo nói với tôi? Chị ơi, em xin lỗi. Em không biết chị là chủ tịch. Nên là em hơi quậy một tí nữa ạ. Tha lỗi cho em. Bỏ ra. Mẹ. Đủ rồi đấy. Cô còn quậy khi nào nữa à. Đến bây giờ tôi mới nhớ bà ấy là mẹ của cô à. Lớn từng cái tuổi này rồi, nó không giúp gì được thôi, còn ăn bám bà ấy nữa. Cô tính nhục ra. Thôi đi. Bây giờ ấy, tôi không muốn nhìn thấy cô trong showroom nhà tôi nữa. Mời cô đi cho. À còn cô Dung này. Dạ. Cô cứ làm việc tiếp tục đi nhé. Thả bố mẹ nữa. Giải quyết chuyện này đi. Chị đi đây. Tôi biết rồi. Cô nghe rõ rồi đấy. Mời cô ra khỏi đây. Đừng có nhõng nhẽo với tôi nữa. Tôi với cô kết thúc rồi. Còn tôi nói cho cô biết ấy, nếu cô không bỏ cái tính này đi ấy, thì cuộc đời cô ấy sẽ còn khốn nặng hơn đấy.